Ok, xin chào tất cả mọi người đã đến với cái kênh YouTube của Đức. Hôm nay thì cũng có làm một cái video để chúng ta nhận định về thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại cũng như là các cái cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm ở thời gian gần đây nhất. Thì trong các cái video trước thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn một số các danh mục các cái cổ phiếu để các bạn có thể lưu tâm trong cái quá trình đầu tư. Về bản chất thì giai đoạn hiện tại thì cái thị trường của chúng ta cũng khá là cao rồi, tức là thị trường cũng đã chạy được một cái thời gian khá là lớn. Hôm nay thì thị trường cũng bị bán vào cuối phiên, cái khối lượng thì nó không quá lớn so với một cái phiên bán tháo của các bạn nhé. Ngoài ra thì cái biến độ rơi của thị trường cũng không phải là hẳn là lớn, nên ở đây cũng các bạn cũng sẽ cần cần phải thận trọng ở giai đoạn tới, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không quá quá bi quan đối với thị trường. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái cổ phiếu nào, những cái danh mục nào, những cổ phiếu như thế nào thì chúng ta có thể mua được ở giai đoạn này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi review lại một chút về thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến các cái cổ phiếu dòng ngân hàng. Trong cả cái cổ phiếu dòng ngân hàng thì chúng ta thấy rằng các cái cổ phiếu đang có sự tích lũy khá là tốt chứ. Nếu như chúng ta nhìn ở đây thì ví dụ như chúng ta thấy cả cái trường hợp của Vietcombank thì nó đang tích lũy ở nền số 3. Trong cả cái việc mà chúng ta giao dịch thì thông thường cả cái cổ phiếu mà có cả cái nền tích lũy lớn, ví dụ như Vietcombank ở đây nó có một cái giai đoạn kéo dài như thế này, thì từ những cái giai đoạn này các bạn có thể đặt kỳ vọng cổ phiếu của chúng ta có thể đi lên khoảng tầm 50 đến 70%. Tức là ở đây chúng ta thấy cái giá của nó khoảng tầm 90 thì nó sẽ đi lên là khoảng tầm 45 giá. Tức là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 130 140 nghìn một cổ phiếu. Thì đó là cái cách để chúng ta đặt target cho một cổ phiếu. Hôm trước thì cả cái học viên của mình thì mình cũng có giới thiệu cho các bạn mua về các cái cổ phiếu như TNG. Từ cả cái nền số 2 này các bạn có thể đặt kỳ vọng cổ phiếu có thể tăng gấp đôi. Đấy không ạ? Tại sao lại như thế? Là bởi vì phía trước của cổ phiếu này nó có một cái giai đoạn tích lũy khá là dài. Thì khi mà cổ phiếu chạy từ cả cái nền số 1 đi lên ở đây thì từ cái điểm mua này các bạn có thể kỳ vọng cổ phiếu của bạn tăng gấp đôi. Và những cái điểm mua đẹp nhất nó sẽ là điểm này. Tức là cái cổ phiếu đã bứt thoát và nó đã thoát được trên xu thế thì càng lên cao thì cổ phiếu sẽ càng chạy mạnh. Nguyên lý của cổ phiếu khi chạy là gì? Càng lên cao càng bứt thoát thì càng sẽ mạnh, nên là khi mà các bạn mua ở những giai đoạn này các bạn bán ra thì chúng ta sẽ lỡ mất những cái cơ hội tuyệt vời ở giai đoạn phía sau này, nhưng ở giai đoạn rất là tuyệt vời để các bạn tìm kiếm các cái lợi nhuận, đúng không ạ? Thì đối với các cái trường hợp của Vietcombank thì chúng ta cũng sẽ đợi cả cái cổ phiếu tích lũy ở nền số 3 khi mà nó đã có tích lũy lớn ở phần phía dưới. Các bạn phải chú ý là cái nền tích lũy dưới là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta đặt cái target của cổ phiếu. Chúng ta còn có cả cái cổ phiếu như CTG. Ở đây thì chúng ta thấy được rằng là cổ phiếu nó có hở một cái mức gạp ở đây. Sau đó nó bắt đầu tẹt và lấp. Nhưng mà nó lấp chưa hết thì cái khả năng nó sẽ quay lại lấp tiếp. Nên là ở trong cái phiên sáng ngày mai thì thông thường cổ phiếu sẽ bắt đầu rũ trở lại và lấp cả cái giai đoạn này. Ở đây nếu mà chúng ta nhìn thấy về cái khối lượng thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái khối lượng của cổ phiếu này nó không quá lớn khi mà nó bị rũ xuống. Nó không quá lớn các bạn nhé. Không quá lớn. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là các cái hoạt động bán tháo nó chưa xảy ra đối với cổ phiếu này. Nó thông thường cả cái phiên rơi giảm với biên độ khoảng tầm 2,3% này cái khối lượng sẽ phải lớn hơn. Thì lúc đó cái độ rủi ro nó sẽ mới cao, hoặc là chúng ta sẽ mới thấy được cả cái big boy, cả cái tổ chức họ thoát ra. Còn ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là cái khối lượng khá là thấp như thế này thì nhìn chung ở một cái góc độ nào đó thì cả cái big boy, cả cái tổ chức họ vẫn đang ở trong đó. Nhưng mà khi mà các bạn mua thì cả cái điểm mua đẹp nhất hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn đó chính là điểm này. Tức là cái điểm bứt thoát đầu tiên ra khỏi nền nó chính là điểm mua. Còn nếu mà chúng ta mua ở giai đoạn sau này thì nó vẫn là mua hơi vời đối với cái mẫu hình. Sau khi cổ phiếu đi lên ở đây nó đã tẹt lại cái đáy trường một lần nữa. Nên là các bạn có thể là chú ý ngày mai nếu như cái trường hợp mà cái cổ phiếu này rơi xuống và tẹt lại thì còn cái khả năng đi lên của nó sẽ khá cao. Còn nếu như nó gãy xuống thì chúng ta sẽ phải đợi. Chúng ta có cổ phiếu BID chẳng hạn, thuộc về dòng ngân hàng, thì ở đây nếu mà chúng ta nhìn thấy thì cái khối lượng nó cũng không hẳn là quá lớn đối với phiên hôm nay, và cái khả năng nó sẽ tẹt lại cái đáy trước này là khá lớn. Ví dụ như tẹt ở đây khoảng tầm 48.3, 48.2, đây là những cái vùng đỉnh trước của nó, vùng đáy trước của nó,
Tức là trong cả cái nguyên lý của cổ phiếu thì nó sẽ có các hiện tượng về test đáy. Ví dụ như khi một cổ phiếu ở đây thì nó sẽ quay lại test, và sau cái quá trình test thành công này thì nó mới lên lại. Hoặc là ví dụ như ở đây thì sau cái quá trình lên thì nó sẽ quay lại test, và sau cái quá trình test thì nó sẽ lên lại. Đó là cả nguyên tắc về sự vận động của cổ phiếu. Nên là chúng ta sẽ quan sát vào cái phiên ngày mai cả cái cổ phiếu này, khi mà nó test lại thì nó khối lượng nó như thế nào và nó có bị bán tháo hay không. Thì sau đó chúng ta sẽ biết được cái cổ phiếu của mình có đi lên hay không. Ở đây các bạn sẽ cần phải lưu ý rất kỹ đối với những cái giai đoạn mà cổ phiếu tích lũy ở phần phía dưới. Khi mà tích lũy với biên độ và thời gian kéo dài như thế này thì các cái nhịp đầu, nhịp số 1, số 2 của nó sẽ chậm, và cả cái nhịp phía sau sẽ càng mạnh. Nó giống như cả cái trường hợp của TNG ấy. Tức là khi mà nó có những cái giai đoạn tích lũy kéo dài ở cái giai đoạn phía dưới này thì cái nhịp số 1 và số 2 của nó sẽ yếu. Nhưng mà cả cái nhịp số 3, khi mà các bạn thấy nó bứt thoát lên, nó khỏi lần số 3, thì cả cái điểm đánh đó sẽ là điểm mà có sự gia tăng lợi nhuận cực kỳ nhanh. Nên là các bạn không nên bỏ lỡ đối với những cái cổ phiếu khi nó thoát lên ở cả cái nền số 2 ở đây. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là nó có một cái đè trượt và nó quay lại test. Sau khi test thành công thì những cái điểm tham gia ở đây nó sẽ là điểm rất là tuyệt vời cho các bạn để kiếm lợi nhuận. Đó. Cái quan trọng là các bạn sẽ phải nhìn được cả cái cổ phiếu ở phần phía dưới. Hôm trước thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn mua một cổ phiếu, đó là cổ phiếu VGI chẳng hạn. Từ cả cái nền số 2, số 3 ở đây, các bạn muốn sẽ thấy nó đi rất là chậm, nhưng mà từ cả cái điểm đánh đi lên này này, các bạn mua thì cái biên lợi nhuận của các bạn sẽ rất là nhanh, các bạn có thể lại 20-30% chỉ trong khoảng tầm có T cộng thôi. Đây là cả cái nguyên tắc đánh sóng cực kỳ quan trọng khi các bạn tham gia vào thị trường. Các bạn phải lưu ý rằng là cái khoảnh khắc quan trọng nhất đó chính là cái khoảnh khắc mà cổ phiếu chạy từ cả cái nền số 2 trở đi, và cái gì và phải có một cái nền giá ở phân phía dưới đủ dài, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy cái điểm giai đoạn đủ dài ở phân phía dưới này để chúng ta đặt cả cái target cho cổ phiếu. Nếu mà các bạn là học viên của bên mình thì các bạn sẽ thấy rằng cái điểm này này, từ cái vùng này đi lên các bạn sẽ có thể đặt cả hơn mục tiêu gấp đôi, có thể là cổ phiếu này nó sẽ đi lên khoảng tầm 60-70%, 60 đến 70 nghìn một cổ phiếu. Được chưa? 60 đến 70 nghìn một cổ phiếu là hết sức bình thường các bạn nhé. Bởi vì khi mà đã có một cái giai đoạn tích lũy đủ lớn như thế này thì cái việc mà cổ phiếu bứt phá ở giai đoạn phía sau này là rất dễ. Nhưng mà cái điểm mua của chúng ta nó chỉ có một điểm thôi. Một cái điểm tuyệt vời nhất để chúng ta mua đó chính là điểm này. Điểm này. Chúng ta không phải cần phải mua rẻ dưới này, mà chúng ta sẽ mua ở cả cái điểm điểm giá cao ở đây. Khi mà mua xong thì cổ phiếu sẽ chạy ngay. Còn những cái thời gian mà chúng ta chờ đợi ở đây thì chúng ta sẽ đi mua một cổ phiếu khác. Nguyên lý là như thế. Hoặc là chúng ta có những cổ phiếu như VGT mà hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn mua ấy. Thì các bạn nhớ rằng là ở phần phía dưới này cổ phiếu sẽ chạy rất chậm. Nhưng mà khi mà cổ phiếu đã hình thành trend mà rủ lần số 3 thì cả cái điểm này sẽ là điểm rất tuyệt vời để các bạn mua. Và trong một cái thời gian rất ngắn các bạn có thể lại 30-40%. Và nếu như các bạn muốn đặt target thì từ cái điểm này này, từ giá 10 này các bạn có thể là đặt mục tiêu nhân đôi. Đúng không? Đặt mục tiêu nhân đôi. Ở đây khi mà cổ phiếu đi lên như thế này các bạn không được bán vội đối với cổ phiếu. Khi mà các bạn mua được đúng cái điểm này thì đến thời điểm hiện tại ít nhất các bạn sẽ lại trên 50% trong một cái thời gian rất ngắn. Đấy, cái nguyên lý đánh của chúng ta là gì? Cổ phiếu có tích lũy lớn và chạy vào nhịp số 2 trở đi thì lúc đó chúng ta mua nó sẽ rất an toàn, và cái gì? Cái khả năng bứt phá thành công của cổ phiếu sẽ rất lớn. Đấy, nguyên lý đánh là như thế. Chúng ta sẽ đi review cả cái cổ phiếu ngân hàng khác, ví dụ như cái cổ phiếu ACB chẳng hạn. Thì chúng ta thấy ở đây thì cổ phiếu đang tích lũy nên số nên ở phía trên này, ở phía dưới này cũng có tích lũy, ở phía trên cũng có tích lũy, và cái quá trình chạy được rụt của cổ phiếu chia sẻ ra. Khi chúng ta thấy cái cổ phiếu rủ lại ở phiên hôm nay thì cả cái giai đoạn gần đây nhất của nó khối lượng đang bắt đầu kiệt xuống. Khi cổ phiếu vận động với khối lượng thấp ở vùng phía trên thì nó là những cái giai đoạn khá an toàn cho cổ phiếu. Ở đây các bạn không được mua hết vào tất cả vào cái nền này, mà các bạn chỉ mua khoảng 30 đến 50%. Sau đó khi cổ phiếu có sự xác nhận đi lên thì chúng ta sẽ tham gia nốt. Đây là cái nguyên tắc về giao dịch các bạn nhé. Và cái khối lượng này nó khá là an toàn cho các bạn. Đấy. Một số trường hợp thì cổ phiếu này nó sẽ có hoạt động rũ gãy xuống ở phần phía dưới này. Nó được gọi là cả cái mô hình V gãy nền. Thì cái việc quan trọng của chúng ta là chúng ta sẽ không biết là nó sẽ rơi vào trường hợp nào, nó có gãy hay không. Thì khi mà nó gãy xuống thì các bạn nhớ rằng là khi chúng ta mua ở vùng giá trên này này, chúng ta chỉ mua một nửa thôi, gãy xuống thì chúng ta cắt. Nhưng mà nếu mà đi lên chúng ta sẽ đánh dấu tăng. Đúng không ạ? Nó được gọi là trong cả cái triết lý đi vốn, nó được gọi là khuếch đại vốn đi lên và thu hẹp vốn đi xuống. Tức là khi mà chúng ta mua một nửa ở đây chúng ta rơi xuống, thì chúng ta sẽ lỗ gì ạ?
lột trên nửa tổng vốn. Nhưng mà khi mà chúng ta cổ phiếu bắt đầu đi lên cả là cái khoản mua ở đây kiểu gì cũng lại, và chúng ta đánh giá tăng nữa thì nó tiếp tục đi lên cả là chúng ta sẽ lại trên hai khoản vốn, và lúc đó cái lợi nhuận của chúng ta nó khuếch lên, còn khi mà rơi xuống thì chúng ta không lỗ bao nhiêu. Đây, các bạn phải thông minh hơn trong cái việc đi vốn, nó mới là cái yếu tố quan trọng trong cái giai đoạn này. Đó. Ở đây nếu như thị trường có sự biến động, nó vẫn có cổ phiếu vẫn có thể gãy. Cái đây chúng ta không biết được. Rất khó để chúng ta xác định được rằng là thị trường nó có xảy ra một cái phiên bán tháo lớn hay không. Khi mà xảy ra bán tháo lớn ở vùng này thì cái quá trình phía sau này nó tích lũy và nó sẽ xảy ra cả cái mô hình về cái nền. Tại sao nó lại như thế, là bởi vì cái quá trình nó chưa xảy ra thì cái cổ phiếu chưa xảy ngay được. Nên là khi mà nó có thể là nó sẽ đi lên ngay, cũng có thể là nó sẽ đi lên ngay, cũng có thể là nó sẽ diện và nó sẽ rủ lại cái nền ở vùng này. Đúng không ạ? Có thể nó rủ lại cái nền ở vùng này. Thì nó rơi vào trường hợp nào? Nếu nó đi lên ngay thì các bạn, khi các bạn lấy vị thế ở đây thì các bạn sẽ đánh giá tăng vào. Còn khi gãy xuống ở đây thì các bạn thấy nó gãy xuống thì các bạn hạ cổ phiếu ra. Và chúng ta sẽ không tham gia cổ phiếu trong cái giai đoạn này cho đến khi cái cổ phiếu tích lũy lại. Các bạn hiểu nguyên lý đấy. Tức là cái cổ phiếu có thể tốt, về cơ bản có thể là vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà nếu mà nó gãy xuống là phải hạ đấy. Rồi sau đó khi nó tích lũy trở lại thì các bạn lại nhảy vào mua tiếp. Đấy. Chứ cứ đừng có ôm nha. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có gì ạ? Có STB này. Trong dòng chứng khoán, trong dòng ngân hàng thì cái cổ phiếu này cũng chạy một cái nhịp khá tốt. Nếu mà các bạn mua cả cái điểm mua đúng thì cái điểm này mới là điểm mua các bạn này. Bởi vì nó có nền. Ở đây chúng ta tất cả các cái điểm mua của chúng ta khi mua đều phải có nền tích lũy, và trước khi lên nó sẽ kiệt về khối lượng. Tức là cái khối lượng càng thấp thì cái khả năng chạy cổ phiếu càng cao. Sau đó khi cổ phiếu chạy ở đây thì các điểm mà các bạn mua ở phía trên này là các bạn sẽ gặp rất rất nhiều rủi ro. Cái điểm chạy đầu tiên bao giờ cũng là điểm an toàn nhất. Cái điểm mua của chúng ta mà có nền giả là cái điểm an toàn nhất trong cái quá trình chúng ta mua giao dịch. Nên là có thể là các bạn thấy à, mua điểm này thì nó vẫn chạy thì đi lên tiếp, nhưng mà về bản chất cái điểm này sẽ là điểm an toàn nhất. Đó. Bởi vì khi mà cái trường hợp chúng ta mua sai thì cái nền này nó sẽ chống đỡ cho chúng ta. Nó sẽ chống cho chúng ta, bởi vì khi mà cổ phiếu có tích lũy cả cái Big Boy mua ở đây thì khi mà rơi về cái vùng giá này, cái vùng này nó sẽ là vùng hỗ trợ mạnh cho cổ phiếu. Còn khi mà các bạn mua ở phiên phiên này thì nó khá rủi ro. Tại sao nó lại như thế, là bởi vì cái thứ nhất là cái cổ phiếu mở gạp. Đúng không? Cái cổ phiếu mở gạp ra, và cái yếu tố thứ hai nữa là nó đã đi lên khá cao so với cái nền giá. Tính cái việc mà chúng ta tham gia đối với giai đoạn này là rất rủi ro, và bên mình chưa bao giờ bọn mình mua những cái cổ phiếu mà đi lên chỉ có khoảng 2 đến 1 đến 2 phiên trực này. Đó. Hoặc là chúng ta có gì HD Bank chẳng hạn. Thì cái điểm mua này nó sẽ là điểm mua an toàn, còn điểm này thì nó vẫn hơi hơi cao. Cái thứ nhất là các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây nó có gì có 4 phiên tích lũy. Điều kiện để mua tham gia một cổ phiếu thường nếu mà chắc chắn nhất nó phải là 6 phiên. Ngoài ra thì bùng nổ ở đây là bị thiếu khối lượng, tức là cái khối lượng nó hơi thấp. Đúng không ạ? Ở đây nó chỉ ở quá trình test lại, bởi vì cái tích lũy nó quá ngắn để đi lên. Thì sau quá trình test lại này nó tích lũy trở lại được như thế này, thì cái điểm phía sau sẽ là điểm mua. Đấy, các bạn hiểu nguyên lý nhé. Hoặc là chúng ta có gì ạ? Có MBB. Đấy. Cả cái điểm này nó sẽ là điểm quá ngắn để chúng ta mua. Điểm quá ngắn. Điểm này mới là điểm chính xác để chúng ta mua. Tức là nó có một này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phiên. Đó ạ. Thì cái điểm xác nhận này ở đây nó mới đủ cái độ an toàn. Và bao giờ cả cái điểm xác nhận ở đây chúng ta sẽ cần phải có gì, có đồ tích lũy đủ dài. Còn nếu mà chúng ta mua ở đây, ví dụ như nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiên thì nó chưa đủ. Tất nhiên thì cái quá trình chỉnh lại của cổ phiếu này ở phiên hôm nay thì nó không quá nghiêm trọng. À, mọi người biết tại sao? Nó chính là yếu tố về khối lượng. Khối lượng nó chưa chưa đủ lớn, chưa đủ để thoát hàng. À, thì ở một cái góc độ nào đó thì nó vẫn còn khá là tốt cho chúng ta. EB cũng thế. EB điểm mua nó sẽ là điểm này. Dạ. Tất nhiên là cổ phiếu bó cung thì thường ở bên mình sẽ không tham gia. Cổ phiếu ngân hàng CTG, ACB, SHB này. SHB là một cái cổ phiếu mà cũng rất là nhiều người để ý ở giai đoạn này.
Ở đây thì do cái yếu tố về khối lượng ở các phiên trước đó nó lớn quá thì cái quá trình phía sau này nó sẽ rụ, nó rụ loại bỏ. Sau cái quá trình rụ loại bỏ này thì nó sẽ phải kiệt về thanh khoản. Và nó có một cái đặc tính của cổ phiếu là nhiều cái cổ phiếu này thường cứ đi lên nó sẽ rụ, thường đi lên nó rụ. Nhưng mà sau cái quá trình rụ này này, nếu mà nó thoạt lên lần nữa thì các bạn mua vào điểm đó cực kỳ chắc ăn. Đấy. Thì các bạn sẽ phải đợi cái cổ phiếu này nó đi ngang tích lũy và kiệt thêm về thanh khoản. Khi mà kiệt thêm vào thanh khoản ở giai đoạn tiếp theo ở đây thì ở giai đoạn phía sau các bạn có thể đánh cổ phiếu này. Ở đây các bạn sẽ thấy được rằng là cái khối lượng giao dịch cái độ tích lũy của cổ phiếu cũng khá là lớn. Khá là lớn về cái mặt tích lũy mà giá nó cũng chưa đi lên nhiều, nó chưa có chạy được rụt, bởi vì khi mà cổ phiếu có tích lũy thì nó phải chạy được rụt thì cổ phiếu mới thoát ra được, các big boy các tổ chức ở trong đó nó mới thoát ra được. Nên là nếu như cổ phiếu chưa có chạy được rụt thì cái cổ phiếu này vẫn còn tiềm năng. Nhưng mà cái quan trọng là bao giờ chúng ta mua, đúng không? Bao giờ chúng ta mua. Đấy. Thì cái vấn đề đó là chúng ta sẽ xem ở giai đoạn phía sau khi mà các hoạt động rụ bỏ, hoạt động loại bỏ nó kết thúc. Techcom thì ở đây nếu mà các bạn mua được đúng điểm thì nó sẽ là điểm này hoặc điểm này, đúng không? Điểm này thì nó vẫn hơi cao, mua điểm này cũng được. Đấy. Thì cái vấn đề là nó phải có quá trình chừng lại. Thực ra cái mua điểm này nó cũng là tương đối khó rồi. Để mà nhìn được cái cổ phiếu này là tương đối khó. Nếu mà đúng nhất của cái mẫu hình gãy nền này nó chính là điểm này, này. Đúng không ạ? Gãy nền rụ. Đó. Có một cái nguyên lý của cổ phiếu đó chính là gì ạ? Càng lên cao càng chạy mạnh. Đấy. Tức là ở phía dưới này các bạn thấy nó chầm 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 nhưng mà càng lên cao này. Các bạn thấy càng đi lên cao thì cổ phiếu càng mạnh. Đấy. Ở đây thì cả cái điểm này không phải là điểm mua bởi vì về bản chất là nó bị các bạn sẽ nhìn thấy nó bị hở gạp. Hở gạp thì sau cái quá trình hở gạp đi lên thì nó sẽ có quá trình tẹt trở lại để làm gì ạ? Để lấp cái gạp này. Đó ạ. Hoặc là VP Bank ở đây thì cái quá trình đi lên ở đây nó bị thiếu về khối lượng. Đấy, nó tẹt trở lại. Ngoài ra cái điểm mua chính xác của nó sẽ là điểm này. Hoặc là điểm này. Hoặc là các bạn nếu mà mua thì cái quá trình chỉnh lại đây. Điểm này sẽ là điểm đáy. Các bạn phải nhớ được các nguyên lý là mua bao giờ cũng phải có nền. Để các bạn tránh các cái nhịp rơi của cổ phiếu, các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu không cần thiết. Hoặc là ví dụ như chúng ta điểm này chúng ta không mua nhưng mà lên đến đây hoặc lên đến đây các bạn phải mua thì cái thứ nhất là nó dễ điều chỉnh, cái yếu tố thứ hai này là nó chừng lại chúng ta rất là mệt đấy, ngồi đợi khoảng tầm vài tuần đối với thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại là chúng ta thấy mệt rồi, đúng không? Nên là cái nguyên tắc khi chúng ta mua là phải mua được đúng cả cái thời điểm cổ phiếu bắt đầu chạy đó, đó là cả cái cổ phiếu dòng ngân hàng, đúng không? Và chúng ta thấy cả cái cổ phiếu dòng chứng khoán này. Đấy. Thì nếu mà các bạn mua thì cả cái điểm này sẽ là điểm mua đó. Đây là cả cái phiên nghỉ thôi, khối lượng ở đây thì nó cũng khá là thấp đó. Hoặc là chúng ta thấy tất nhiên đối với cả cái nền ở đây thì nó vẫn tương đối ngắn, nên nên là tương đối ngắn, hoặc là chúng ta có HCM chẳng hạn, nên ở đây cũng tương đối ngắn đó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là gì, cái quá trình tích lũy của cổ phiếu có xảy ra. Đấy. Thì ở phần phía sau này chúng ta có thể đợi thêm VND. Hoặc là nếu mà các bạn mua thì các bạn sẽ mua điểm này. Còn nếu mà mua điểm này thì nó sẽ bị quá quá cao. Hoặc là chúng ta có VCI. Đấy. VCI hôm nay cũng bất toàn. Nếu mà mua thì mua điểm này là hợp lý nhất. Tất nhiên thì ở đây thì cũng không mặn mà đối với cả cái cổ phiếu này nữa bởi vì cái quá trình tích lũy của nó hơi ngắn. Thì đó là những cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ rằng về cả cái cách mua, những cái triết lý mua, những cái điểm mua đủ, cái đồ an toàn cho chúng ta. Có thể là các bạn ví dụ như những cổ phiếu này các bạn mua ở điểm này hoặc là điểm này thì các bạn mới có lại. Nhưng mà về lâu về dài những cái điểm mua mà quá cao thì nó sẽ rất dễ dẫn đến các bạn là mua xong rồi cổ phiếu đứng im hoặc là mua xong khi cổ phiếu về thì nó bị điều chỉnh rất là mạnh là dẫn đến chúng ta bị thua lỗ. Đấy, thì đó là cái cách để chúng ta tham gia, chúng ta mua đối với cổ phiếu. Hôm nay thì sẽ chia sẻ cho mọi người một số các cái trường hợp chúng ta đã lên cho mọi người danh mục ở giai đoạn vừa rồi. Chúng ta có ACV này. ACV thì hiện tại nó đang tẹt hai đáy các bạn nhé. Thì cái điểm quan trọng nhất của cái trường hợp tẹt hai đáy đó chính là nó phải hướng lên. Hôm nay thì cái khối lượng nó bắt đầu kiệt xuống. Nó phải hướng đi lên thì chúng ta mới tham gia nhé. Còn nếu như nó vẫn đang rủ xuống như thế này thì chúng ta sẽ phải đợi. Đó. Bao giờ cái cổ phiếu đi lên này, tẹt lại này,
rơi này, tẹt là, rơi này, tẹt là. Thì cái quá trình hướng đi lên ở phần phía sau thì các bạn phải tham gia được, còn không được vội tham gia trước nha. ANV, ANV thì ở đây nó cũng đang có cái sự tích lũy nền, đúng không ạ? Một số cái trường hợp ở đây các bạn không được lấy quá nhiều ở phần nền, không được lấy quá nhiều ở phần nền này. À, tại sao nó lại như thế? Là bởi vì nó một số trường hợp ở đây nó vẫn có thể gãy xuống khi thị trường chung bị biến động. Đấy, nên là nó phải thoát hẳn lên, nó phải bứt phá hẳn lên thì các bạn mới tham gia, hoặc là cái khối lượng ở đây nó phải kiệt xuống hẳn, hoặc là ở đây nó phải có đồ tích lũy kéo dài tiếp thì lúc đó mới diệu, lúc đó chúng ta mới tham gia thì nó mới có đồ an toàn cao. Đó, ở đây chúng ta chỉ lấy vì thế thôi, lấy vì thế tức là chúng ta mua vào một ít để chúng ta theo dõi. BFC, BFC hôm nay cũng có sự bứt thoát lên nhưng mà cái khối lượng nó chưa đạt các bạn nhé, khối lượng chưa đạt, khối lượng như thế này là vẫn hơi thấp, và nó cũng là đang ở cấu trúc số 3 của quá trình đi lên, nên đây là cái dòng cổ phiếu mà các bạn có thể quan tâm được. Các bạn nhớ về cái cấu trúc lên số 3 chưa? Đúng không? Rất nhiều cổ phiếu mà hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn chạy đều là cấu trúc này. Đấy, tức là nó rủ này, rủ này, rủ lần số 3 thì điểm này sẽ là điểm tham gia. Sau cái điểm, ví dụ như điểm của BFC là phiên hôm nay, thì sau cái quá trình này nó sẽ tích lũy khoảng tầm 2 đến 3 phiên thì cái điểm chạy tiếp theo sẽ là điểm đánh gia tăng. Các bạn hiểu nguyên lý chưa? Đấy. Đây này, 1 này, 2 này và đây là lần số 3. Thì sau cái quá trình nổ của đây này nó sẽ tẹt lại 1 2 phiên và điểm chạy tiếp theo nó sẽ là điểm điểm đánh chính. Nhớ nhá. Hoặc là chúng ta có gì ạ? Có BWE thì hiện tại thì bọn mình đã cơ cấu rồi, bởi vì nó đối với cổ phiếu này thì nó mất khá nhiều thời gian để nó tiếp tục đi lên. C4G đang có sự tích lũy. Các bạn thường là các bạn sẽ chú ý nhiều đến cái sự tích lũy của cổ phiếu này này. Bởi vì cổ phiếu chạy đôi chúng ta mới nói thì nó rất là khó, đúng không ạ? Đấy. Đây là bảo ông này nói lại nội dung này nội dung kia, hoặc là cổ phiếu rồi chạy rồi mới nói. Ví dụ như ở trong cái quá trình này thì cái điểm điểm trước này này, deadline này, thì điểm này sẽ là điểm đánh, đúng không ạ? Còn ở phần phía sau này thì cái cổ phiếu cần phải tích lũy bởi khối lượng kiệt hơn nữa thì chúng ta có thể tham gia được, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có gì ạ? CSV này. Hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn về cái cổ phiếu này, đây chính là điểm đánh rủ và hướng lên, đúng không ạ? Hướng lên như thế này là chưa đủ về khối lượng, nó sẽ vẫn cần phải tiếp tục tích lũy nữa. Hoặc là nếu như ngày mai nó bùng nổ với khối lượng rất lớn thì nó sẽ chạy ngay, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẽ đánh gia tăng vào. CTG thì chúng ta nói rồi, Đạm Cà Mau thì hôm nay thì bọn mình cũng lấy vào Đạm Cà Mau. Sáng sớm nay thì bọn mình đã bắt đầu lấy đối với Đạm Cà Mau. Ví dụ như hôm nay thì bọn mình có lấy vào ANV, ACB, Đạm Cà Mau, GTN, SZL, VIB. Đúng không ạ? Thì nhìn chung là sẽ tập trung nhiều vào GTN với Đạm Cà Mau ở phía này. Đấy. Thì làm sao để chúng ta biết được cái cổ phiếu này nó có khả năng chạy hay không? Thì nhìn chung là chúng ta sẽ thấy là cái cổ phiếu nó có sự bứt phá đầu phiên, sau đó nó rủ lại, thì cái điểm rủ đó sẽ là điểm lấy. Ngoài ra thì chúng thường sẽ, ví dụ như sáng hôm nay bọn em lấy khá sớm, ví dụ như đầu phiên nó bắt đầu lấy đối với Đạm này, bởi vì nó có đủ nền, ngoài ra nó là nền trong nền. Đấy. Trong cái nền, trong cái đồ tích lũy này nó là siết chặt, khối lượng hôm nay cũng tương đối lớn. Nếu mà xét về khối lượng đủ lớn hay không thì nó vẫn chưa phải là đạt lắm, bởi vì cái khối lượng thường nó phải cao như thế này, 10 đến 12 triệu cổ phiếu thì phiên hôm nay nó mới đạt khối lượng, nhưng mà như thế này nó cũng đã ok rồi. Đấy. Bạn các bạn mua các bạn có thể làm tầm 5 đến 6% trong phiên, đúng không ạ? PGC, à DGC. DGC thì hôm nay nó có sự thoát lên nhưng mà cái khối lượng mà chưa đạt, cái khối lượng nó phải dựa, nó phải tương đương với khối lượng phía này. Nhưng mà đối với cái cổ phiếu này thì nó cũng đang hướng lên, nên là khi mà các bạn mua rồi thì các bạn cứ nắm lại, nắm giữ. DGW, DGW thì ở đây cái khả năng cổ phiếu sẽ xảy ra mẫu hình gãy nền. Khi mà xảy ra mẫu hình gãy nền thì các bạn cứ thoát ra đã, rút ra đã. Rồi sau khi mà cổ phiếu bắt đầu gãy rũ thì đánh ở phần phía sau của mẫu hình là sẽ an toàn, đúng không ạ? Bởi vì nó gãy xuống rồi mà, nó gãy xuống rồi thì chúng ta sẽ không mua, chúng ta sẽ không ngồi đợi đối với cổ phiếu nữa,
Nam Phú Mỹ thì hôm nay cũng có sự bất thoại. Nhưng mà nếu mà các bạn đánh đánh đẹp nhất thì hôm nay phải đánh làm Cà Mau. Đó. Năm xét nước thì hôm nay cũng có sự bất toàn. À, các bạn mà muốn xem cái danh mục này thì các bạn có thể là xem là cái danh mục của ngày hôm qua, đúng không? Hôm qua thì ở trong cái video thì mình có hướng dẫn cho các bạn về danh mục này. Đây này, cái danh mục này. Các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để ủng hộ kênh nhé. Hoặc là các bạn cho một like hoặc là dislike gì cũng được. Nếu mà các bạn thấy rằng là cái video này thực sự bổ ích cho các bạn thì các bạn có thể like. Còn nếu mà không thấy không hay thì các bạn cũng có thể dislike. Ngoài ra các bạn có thể comment cả cái cổ phiếu của các bạn mà nó không thuộc vào cái danh mục của mình ở phần phía dưới thì mình sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn. Trong cái phần phía dưới này các bạn có thể comment ở phần phía dưới nhé. Đúng không ạ? Comment ở phần phía dưới, các bạn có thể là để lại những ý kiến, những cái đóng góp cho kênh ở phần phía dưới video này thì mình sẽ dành thời gian khoảng buổi tối hôm nay khoảng tầm 10 giờ hoặc là 10 rưỡi thì mình sẽ bắt đầu ngồi trả lời cho các bạn. Một số cổ phiếu mà chúng ta quan tâm thì hôm hôm qua em có hướng dẫn cho mọi người về GTN. GTN hôm nay thực sự là nó khá tiếc là bởi vì cái cổ phiếu này nó đã đủ tích lũy để nó chạy rồi mà diện thị trường chung lại không ủng hộ, nên là khi nó chạy thì nó không được đóng được cái mức giá cao nhất ở trong phiên đấy, thì cũng khá tiếc. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không sao cả, chúng ta mua được đối với cổ phiếu này thì chúng ta cứ giữ. Hôm nay thì bọn mình cũng mua khá sớm, thực ra thì cái điểm này là bọn mình đã tham gia đối với cổ phiếu rồi, hôm nay chỉ đánh gia tăng thôi, gia tăng ở điểm này đấy này này. Và cái khả năng là cổ phiếu này sẽ chạy chỉnh sóng ở trong cái nhịp này, đúng không ạ? ABC ABC ở đây thì các bạn chưa vội tham gia, cái cổ phiếu này nó sẽ cần tích lũy. Ngoài ra nó cái khả năng nó còn tẹt lại cái đáy này, này hoặc là tẹt lại cái đáy này, nên là chúng ta sẽ đợi xem là nó tẹt cái đáy nào đã, nơi chúng ta chú ý vào cái cổ phiếu này. Cổ phiếu tiếp theo đó chính là HDC. HDC thì ở hôm trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn là nó tạo ra cả cái vòng cung hướng lên, thì các bạn có thể lấy vị thế ở cả cái điểm này. Đấy. Nhìn chung cái cổ phiếu cũng chạy khá nhiều rồi, nhưng mà khả năng thì nó sẽ chạy tiếp một nhịp nữa. HT1. HT1 ở đây các bạn cũng không vội nhé, bởi vì ở đây nó có nền nhưng mà một số trường hợp thì nó sẽ gãy rủ xuống. Nếu mà nó gãy rủ được thì chú ý ở cái phần phía sau của cái giai đoạn này nó sẽ có các cái nhịp đi lên khá là tốt. Còn nếu mà khi nó là gãy thì nó sẽ gãy về cái đỉnh trước là gãy về khoảng tầm 18. Nên là thông thường nếu mà các bạn mua sớm ở đây thì hạ bớt một phần vị thế xuống để chúng ta đợi gì? Đợi cái điểm dưới. Hút thì penny thì mình cũng không không mặn mà cho là IDI cũng đang có những cái nhịp rũ và hướng đi lên các bạn này. Nhịp rũ hướng lên. Đấy. Thì đầu tiên là phải lấy vị thế, sau đó nó hướng đi lên và chạy thì đánh gia tăng vào. KDC cũng đang tích lũy của nó cũng khá chặt các bạn nhé, nó hơi bóc cũng một chút, khối lượng hơi cao, đó cũng khá đẹp. KSB ở đây thì nó bứt phá lên và mở gạp thì hôm nay nó bắt đầu diện nó bắt đầu nó lấp lại cái gạp của phiên ngày hôm qua. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là cái lấp gạp này có khối lượng khá là thấp, nên là ở phần phía sau này đợi cho nó cân bằng và tích lũy lại thì đánh ở phiên hôm ngày mai. Ở ngoài ra thì các bạn có thể thấy là nếu như nó lấp lại mà ngày mai nó bắt đầu rụt lên với khối lượng thấp thì nó đó là cả cái phiên về tẹt cung. Trong cái trường hợp tẹt cung thì các bạn sẽ diện có thể lấy ở phiên tẹt cung hoặc là đánh đợi cho cổ phiếu đi lên thì đánh gia tăng vào. LCG đang tích lũy, nhìn chung sẽ phải đợi cổ phiếu tích lũy thêm. LDG đang tích lũy, các bạn có thể lấy vị thế vào được.
nhá. Lấy vì thế và đợi cho cổ phiếu tích lũy thêm. LTG cũng đang tích lũy các bạn. Đấy. Nên siết lên. Các bạn nhớ một cái nguyên lý là mình không bao giờ mua cho các bạn mua ở giữa cái quá trình đi lên cả. Mà khi mà nó có sự siết chặt lên, có sự tích lũy lên thì bọn mình mới hướng dẫn các bạn mua. Đó là nguyên tắc giao dịch rồi. Nên là các bạn đừng có nói với mình là gì ạ? Là sao cái cổ phiếu này chạy lên mạnh rồi mới mua, mà bao giờ bọn mình mua cũng sẽ có các cái điểm cân bằng để mua. Ví dụ như cổ phiếu cân bằng thì điểm này sẽ là điểm mua, và lên đến đây thì không mua nữa. Nguyên lý là như thế, đúng không ạ? Khi có sự tích lũy trở lại thì mua, nhưng mà nếu mà nó đã chạy rồi thì lại bỏ. Đấy, nguyên tắc là như thế. Để các bạn nắm rõ cái cách giao dịch của hệ thống bên mình nhé. MML cũng đang có những cái nền số 3. Đó. 1 này, 2 này, 3 này. Đây là nền số 4 rồi. Cũng có sự tích lũy. Tất nhiên thì cái cổ phiếu này thì các bạn có vốn tương đối bé thì các bạn có thể tham gia được. MPC. MPC ở đây cũng có sự tích lũy ở phần phía trên. Khối lượng khá thấp nhưng mà cổ phiếu này có sự dao động khá lớn. Nó ở đây nó có đáy trượt và nó cũng đang test line. Cổ phiếu này các bạn phải chú ý là nó hướng lên thì các bạn có thể tham gia được, tức là nó có cái phiên phục hồi trở lại. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được rằng là có khối lượng đi vào đối với phiên này cũng khá là lớn, đúng không ạ? Cả cái phiên mà cái khối lượng lớn đi vào này nó chính là cả cái dấu hiệu của cái dòng tiền, cả cái big boy tham gia. Còn ở phần phía sau này, nếu mà các bạn thấy khối lượng mà thấp xuống thì rõ ràng là vấn đề là cái gì? Các tổ chức họ chưa thoát hàng ra. NDN thì hôm nay cũng có sự bứt phá. Hôm trước thì ở trong danh mục ta cũng có cổ phiếu này. Nếu nó đã chạy rồi thì thôi, không mua đâu. Nếu mà các bạn mua thì hôm nay cũng lại được khoảng tầm 6,2% này. NKG. Đấy. Tức là bọn mình khi nào bọn mình mua cũng sẽ phải có cả cái nền giá như thế này. Đúng không ạ? Nam Kim thì nó chạy mất rồi. NLG ở đây thì hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn về cái điểm này này. Không biết là các bạn nào có nhớ nó hay không. Điểm này và điểm này. À, tại sao chúng ta lại thường sẽ phải mua điểm này? Tức là cả cái cổ phiếu khi nào có những cái nền giá này. Nền số 1 này. Nền số 2, nền số 3, nền số 4 ở đây. Thì ở cả cái nền số 3 hoặc là số 4. Bao giờ cũng là cái nền giá có cổ phiếu có khả năng chạy tốt nhất. Nên là ở những cái điểm này các bạn nếu không đánh nó sẽ rất là phí, đúng không ạ? Còn ở phần phía trên này thì nó cần phải có sự tích lũy trở lại và để nó chạy tiếp một nhịp nữa. Các bạn sẽ thấy được rằng cả cái cổ phiếu thành công nhất ở giai đoạn vừa rồi nó chính là mẫu hình này. Đó. Nền này, nền này, nền này. Và nền cuối. Ở đây thì nó là nền trong nền. 1, 2, 3. Ở đây thì cổ phiếu bắt đầu bứt phá lên và nổi. Đối với trường hợp của NLG thì nó chỉ quanh quanh ở giai đoạn này thôi. Nếu mà nó chạy bứt tốc ở đây thì nó vẫn tiếp tục chạy. Đây là những cái mẫu hình mà nó thuộc dạng kinh điển ở thị trường Việt Nam. Đấy. Bao giờ cái điểm mua đầu tiên cũng là điểm an toàn nhất. Điểm này là điểm an toàn nhất đây. Và hôm trước là mình đã có chia sẻ cho các bạn mua về cổ phiếu này. Các bạn mua có cơ sở, có những cái yếu tố khoa học ở trong đó. Chứ chúng ta không dựa vào may mắn. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là cái cổ phiếu đang chừng là thì các bạn vẫn có thể lấy vì thế, nhưng mà cái độ rủi ro các bạn bao giờ nó sẽ cao hơn ở đây. Như Tiền Phong thì nó cũng đang ở nền số 3. Được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ không mua đối với cổ phiếu này vội, mà nó phải cần phải có dụ và hướng lên. Thì lúc đó chúng ta tham gia. Ở đây nó có một điểm nổ này, đang dụ trở lại. OGC cũng là ở trường hợp bứt phá này, dụ này, hướng lên. PC1. Ở PC1 thì nó đang hình thành cái cấu trúc số 3 của cái mô hình này, cấu trúc số 3. Thì ở đây các bạn sẽ đợi về cái cấu trúc số 3 nó hướng lên thì lúc đó mới đánh nha. Cấu trúc số 3 nó giống như thế này, 1 này, 2 này, 3 này. Thì cái điểm này sẽ là điểm đánh. PLC. PLC cũng đang có sự tích lũy ở phần phía trên các bạn nhé. Đấy. Cái điểm mua đẹp nhất của nó là điểm này.
Còn ở cái điểm thế này thì nó sẽ cần thời gian một chút. Khối lượng như thế này thì nó khá là tốt chứ không vấn đề gì cả. P&G thì hôm nay cũng có sự bứt toát. Đấy. Nhưng mà cái điểm đánh tốt nhất của cổ phiếu này hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn là điểm này này. Hôm trước cái rung của mình mua ấy, thì nó là mua điểm này. Bao giờ khi mà chúng ta mua nó cũng có quá trình tẹt ở nền và diện bứt và thoát nền thì chúng ta đánh. Còn cái nền ở phía trên này thì nó vẫn hơi ngắn. Mua bao giờ cái điểm mua này cũng là an toàn nhất. Mua bao giờ cái điểm này cũng là điểm an toàn nhất. Cái quan trọng nhất là phải an toàn này đã. Rồi sau chúng ta thấy nó an toàn rồi chúng ta có thể đánh quy mô vốn lớn. Thì lúc đó chỉ cần lên một ít là chúng ta lại nhiều. QNS vẫn đang ở cấu trúc số 3. Khả năng nó còn tích lũy mất thời gian. SHB thì nó đang có sự rủ lại nha, sự rủ lại. VIB cũng đang ở cấu trúc số 3, tức là 1 2 3. Ở đây khả năng nó sẽ mất thời gian để tích lũy ở vùng này. Nhưng mà cấu trúc số 3 là những cái cấu trúc mà chúng ta có thể để ý được. Khối lượng ở hôm nay của nó tương đối kiệt rồi. Một số trường hợp ở đây nó sẽ bắt đầu bứt thoát ngay. Ở đây nó có một cái gạp mở ra nên là cái diện nó đang tẹt trở lại. Khối lượng như thế này là đạt yêu cầu. SZN SNZ đúng không? Hôm qua thì mình có hướng dẫn cho các bạn về cổ phiếu này đấy. Để mà các bạn hiểu rõ tại sao nó thoát lên là nó dụ này, tẹt lại này, tẹt xong và hướng lên thì đây là sẽ là điểm dài. Đúng ra cái điểm này là điểm mua này. Đâu ạ? Điểm đó là điểm mua. SZL. SZL đang ở cấu trúc số 3. Nhưng mà điểm ở phía trên này thì cái nền của nó vẫn hơi ngắn. Khi mà cái điểm nền của nó hơi ngắn thì nó vẫn có độ rủi ro nhất định. Đó. Thường các bạn sẽ phải mua cả cái điểm, ví dụ như ở đây là gãy dụ này, tẹt hai lần, tức là nó gãy xuống này, tẹt lại này, thì điểm này sẽ là điểm đáy. Hoặc là chúng ta thấy có nền ở đây này, điểm này sẽ là điểm đáy. Rất là an toàn, rất ít khi các bạn lỗ đối với các cái điểm đáy này. Có thể là các bạn cổ phiếu nó không lên thì các bạn cứ cầu, nhưng mà nhìn chung thì các cái điểm này nó khó lỗ. Cái quan trọng nhất là khó lỗ rồi ạ. Ở VCI thì nó chạy đi lên thì chúng ta sẽ không không nhắc đến ở giai đoạn này nữa. Các bạn nhớ để lại cả cái cổ phiếu, comment cả cái cổ phiếu các bạn ở phần phía dưới của video này thì mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn ở trong cả cái tối nay và ngày mai nha. Ngoài ra thì các bạn muốn tham gia cái hệ thống Zoom VIP có cả khuyến nghị ở trong phiên, các bạn có thể tham gia những cái Zoom này để bọn mình hướng dẫn cho các bạn những cái cổ phiếu tốt nhất trong cả cái danh mục mà bọn mình lên. Thì các bạn vào Zoom này để tham gia nhé. Đấy. Trong Zoom này thì sẽ cập nhật cả cái thông tin ở trong phiên, cả cái câu hỏi, cả cái câu trả lời mọi người sẽ được trả lời ở trong phiên. Thank you cả nhà. Ở trong này thì bọn em sẽ ưu tiên đối với cả cái Zoom là super super thì thường sẽ được ưu tiên trả lời đầu tiên, nên là mọi người đối với cả cái tài khoản có NAV trên 1 tỷ là có thể tham gia được lúc này rồi. Thank you cả nhà, thank you mọi người đã theo dõi video này. Mọi người nhớ liên hệ Tùng để diện để tham gia Zoom VIP. Ngoài ra thì các bạn nhớ bấm like, subscribe kênh để ủng hộ kênh. Thank you cả nhà.